Sao thịt nướng sao, ngon không? Ăn thịt nướng cảm giác sao? Hả, ăn thịt nướng sao, ngon không? Nè, thịt nướng nè, ngon không? Ăn thịt nướng ngon không cho anh? Ngon không? À, ok. Nó còn biết thịt nướng ngon anh em. Bút thịt ăn đi con, bút thịt ăn đi. Bút thịt ăn đi. Nha. Ok không? Ok không? Đây là dê hấp nha anh em. Thịt dê bỏ hấp chấp thị. Mấy nhỏ mấy nhỏ đợi ăn thịt mà nó không ăn, nó ăn bún không à, nó hết dưới bún nó mới ghê chứ. Hết dưới bún đợi ăn dưới con, đợi thịt con, mẹ ăn con miếng rồi mẹ ăn bún vậy, đợi thịt ăn ha. Này dẫn hết gia đình đi ăn lỗ dê thành nhà. Mấy nhỏ nó vô nó quần nó ăn bún rồi hồi no đó, sao thịt dê nè. Ngon không? Ngon không? Ăn bún vậy ngon không? Về bữa cho mua bún về ăn không nha. Nha. Được rồi, ăn từ. Đang giờ cái hấp nè. Đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.